Xin chào các em, cô rất vui được gặp lại các em trong tiết học qua truyền hình ngày hôm nay. Tiết học ngày hôm nay, cô cho chúng ta cùng nghiên cứu bài đầu tiên của chương 2, quần xạ sinh vật, bài 40. Quần xạ sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xạ. Trước khi đi vào bài mới thì cô kiểm tra về cụ. Thứ nhất, cô cho bốn hình ảnh sau. Ví dụ thứ nhất, đây là rừng cao su. Ví dụ thứ hai, đó là đàn voi ở rừng châu Phi. Thứ ba, đó là bầy chim cánh cụt ở Bắc Cực. Và thứ tư, là hồ cá tự nhiên. Các em quan sát các hình và các em chỉ cho biết cho cô đâu là quần thể và đâu là không phải là quần thể. Như vậy, chúng ta dựa vào định nghĩa về quần thể thì chúng ta dễ dàng nhận ra được rằng ví dụ thứ nhất, rừng cao su. Ví dụ thứ hai, đàn voi trong rừng châu Phi. Và ví dụ thứ ba, bầy chim cánh cụt ở Bắc Cực là quần thể. Còn ví dụ thứ tư, hồ cá trong tự nhiên không phải là quần thể. Bởi vì hồ cá trong tự nhiên nó có nhiều loài khác nhau. Bây giờ chúng ta xem thử trong hồ cá tự nhiên nó có những loài nào. Thứ nhất, đó là quần thể bèo. Thứ hai, quần thể rong. Ba, đó là quần thể cá trắm. Thứ tư, quần thể cá chép. Thứ năm, đó là tôm. Thứ sáu, là cua. Như vậy, tập hợp nhiều quần thể cùng trong một môi trường, đây người ta gọi là quần xạ sinh vật. Quần xạ, ví dụ như quần xạ thứ nhất, quần xạ A, quần xạ B, cô xin lỗi, quần xạ quần thể A, quần thể B và quần thể C. Các quần thể trong cùng môi trường này có mối tương tác với nhau và cùng tương tác với môi trường. Đây chính là định nghĩa về quần xạ. Như vậy, quần xạ sinh hợp vật đó là tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một khoảng không gian xác định và thời gian nhất định. Các sinh vật trong quần xạ có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất. Ví dụ, thì ví dụ khi này cô vừa nêu đó là ví dụ hồ cá tự nhiên. Hoặc là ví dụ thứ hai, đây là hình ảnh về quần xạ sinh vật rừng ngập mặn. Và ví dụ hình ảnh bên đó là ví dụ về quần xạ sinh vật đồi Thiên An. Hôm trước, bài về đặc trưng cơ bản của quần thể thì thầy Hà đã giới thiệu cho chúng ta. Trong quần thể nó có các đặc trưng, đó là đặc trưng về tỷ lệ giới tính, nhóm tuổi, mật độ, phân bố, kích thước, tăng trưởng. Vậy thì ở quần xạ sinh vật nó có hai đặc trưng. Đặc trưng thứ nhất đó là đặc trưng về thành phần loài ở trong quần xạ. Bây giờ các em nhận xét cho cô số lượng loài ở trong hai quần xạ này. Quần xạ thứ nhất đó là quần xạ rừng nhiệt đới. Quần xạ thứ hai là đó là quần xạ sinh vật ở sa mạc. Thì chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng quần xạ rừng nhiệt đới có số lượng loài nhiều hơn quần xạ ở sa mạc rất là nhiều. Như vậy, đặc trưng về thành phần loài nó thể hiện ở hai chỉ tiêu, đó là thể hiện qua số lượng loài và số lượng cá thể trong mỗi loài. Nó biểu thị độ đa dạng của quần xạ, sự biến động, sự ổn định hay là suy thoái của quần xạ. Và một quần xạ ổn định nó thường có số lượng loài lớn và có số lượng cá thể trong loài cao. Ví dụ như quần xạ rừng nhiệt đới thì có độ đa dạng rất là cao. Chỉ tính riêng ở thực vật thì quần rừng nhiệt đới có khoảng từ hơn 40 cho đến 53.000 loài khác nhau. Đặc trưng thứ hai. Như vậy, ở trong quần xạ sinh vật thì có số lượng loài chiếm tỷ lệ nhiều, có số lượng loài chiếm tỷ lệ ít. Thì những loài nào có chiếm tỷ lệ nhiều đóng vai trò quan trọng trong quần xạ, số lượng sinh khối lớn hoặc là hoạt động của chúng mạnh thì người ta gọi đây là loài ưu thế. Ví dụ trong quần xạ sinh vật đồng ruộng thì loài ưu thế đó là loài lúa và sâu ăn lá. Loài đặc trưng là loài nó chỉ có ở một quần xạ nào đó, hoặc là loài có số lượng nhiều hơn hẳn các loài khác, hoặc là nó có vai trò quan trọng so với các loài khác. Có ví dụ giống như khi nói đến cá cóc thì người ta nghĩ đến quần xạ cá cóc ở Tam Đảo, cây cò ở Phú Thọ.
chúng ta qua đặc trưng thứ hai của quang xạ, đó là đặc trưng về sự phân bổ các cá thể trong không gian của quang xạ. Hôm trước trong bài đặc trưng về các cá thể trong đặc trưng của quang thể thì chúng ta lưu ý là sự phân bổ các cá thể trong quang thể có ba kiểu phân bổ, đó là phân bổ đồng đều, phân bổ ngẫu nhiên và phân bổ theo nhóm. Thì các cá thể phân bổ trong không gian của quang xạ có kiểu phân bổ, đó là phân bổ phân tầng. Và phân tầng nó có hai kiểu, đó là phân tầng theo chiều thẳng đứng và phân tầng theo chiều nằm ngang. Có ví dụ, phân tầng theo chiều thẳng đứng, ví dụ như rừng mưa nhiệt đới, thì phân tầng đó là gồm có tầng cây nhỏ dưới cung. Tầng thứ hai đó là tầng cây gỗ dưới tán. Thứ ba đó là tầng tán rừng. Và thứ tư là tầng vượt tán. Hoặc là nếu chúng ta nghiên cứu về quang xạ sinh vật biển thì ở biển nó cũng có kiểu phân tầng thẳng đứng, đó là phân tầng thứ nhất. Những loài phân tầng ở tầng trên, tầng giữa và tầng đáy. Phân bổ phân tầng theo kiểu nằm ngang, đó là phân tầng ở những sinh vật vùng gần bờ, vùng bờ, vùng ven bờ và vùng khơi, đây là phân tầng theo kiểu ngang. Và vùng ven bờ, ví dụ như là có các loài là tôm, cua hay là cá nhỏ, là vùng ven bờ, ví dụ như là cá ngừ, cá thu. Và vùng ngoài khơi, ví dụ như là cá voi và cá heo. Vậy thì sự phân bổ các cá thể trong không gian của quang xạ nó có ý nghĩa như thế nào? Có ví dụ là đối với những loài phân bổ ở tầng trên và tầng giữa thì nó không cạnh tranh nhau về thức ăn. Và khi nó không cạnh tranh nhau về thức ăn và nó tận dụng được tất cả những cái nguồn sống của môi trường. Như vậy đây là hai ý nghĩa lớn trong sự phân bổ các cá thể. Và lợi dụng cái đặc tính phân tầng của các loài khác nhau mà bà con nông dân đã nuôi trồng, nuôi xen ghép những cái loài nó thuộc ở các tầng khác nhau và nó có hiệu quả kinh tế rất là cao. Ví dụ là khi nuôi xen ghép ở trong các ao nuôi thì có thể là nuôi loài cá trắm ở tầng trên, cá chép ở tầng giữa và ở tầng đáy là nuôi cá trê hoặc là lươn. Chúng ta qua phần thứ ba, đó là mối quan hệ giữa các loài trong quang xạ. Các em lưu ý là giữa các cá thể trong quang thể thì nó có hai mối quan hệ, đó là mối quan hệ hỗ trợ và mối quan hệ cạnh tranh. Còn giữa các quang thể trong quang xạ thì có hai mối quan hệ, đó là mối quan hệ hỗ trợ và mối quan hệ đối kháng. Các em lưu ý để khi chúng ta làm trắc nghiệm cả nhóm. Trong mối quan hệ hỗ trợ thì chúng ta quan sát, chúng ta lưu ý cho cô, trong mối quan hệ hỗ trợ có ba mối quan hệ, đó là mối quan hệ cộng sinh, hợp tác và hồi sinh. Cái dấu cộng này là dấu biểu thị là các loài có lời, và dấu tròn này là biểu thị loài không có lời, cũng không có hại. Vậy thì bây giờ chúng ta xem này, mối quan hệ cộng sinh là hai loài đều có lời, hợp tác hai loài có lời, hồi sinh một loài có lời và một loài không lời không hại. Như vậy mối quan hệ hỗ trợ là mối quan hệ các loài có lời, hoặc là ít nhất nó không bị hại. Bây giờ chúng ta xem thử là điểm khác nhau cơ bản giữa ba mối quan hệ này là gì. Thứ nhất, đó là mối quan hệ cộng sinh, là mối quan hệ có lời thường xuyên và có khi trở thành nhất thiết cho cả hai hay nhiều loài. Có ví dụ đó là san hô và tạo đơn bào. Thì san hô và tạo đơn bào có quan hệ là cộng sinh. Tạo đơn bào, trong mối quan hệ này thì san hô là nơi cư trú và nơi cung cấp CO2 cho tạo quang hợp. Tạo quang hợp lấy CO2 cùng với năng lượng ánh sáng mặt trời tổng hợp chất hữu cơ nuôi tạo và nuôi san hô. Do vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là san hô nó rất là cần năng lượng ánh sáng. Cho nên san hô thường phân bổ ở những cái vùng biển nông và trong. Nếu như do một cái điều kiện môi trường không thuận lợi thì san hô nó sẽ đẩy tạo ra khỏi cơ thể của nó.
và do vậy nó mất dần đi màu sắc, còn lại cái màu trắng canxi carbonate vốn có của nó. Và nó dần dần, nếu như mà tạo nó không cộng sinh quay trở lại, thì san hô sẽ bị chết và gây ra cái hiện tượng chết trắng của các rạn san hô. Có ví dụ thứ hai trong mối quan hệ cộng sinh, đó là trùng roi sống trong ruột mối. Con mối nó ăn gỗ nhưng mà hoặc là ăn cả cái thành phần có cellulo, nhưng nó lại không tiêu hóa được cellulo mà nó lại nhờ vào cái trùng roi sống trong ruột của nó. Và trùng roi này tiêu hóa cellulo thành đường, và đây là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho cả mối và trùng roi. Hoặc là ví dụ khác, cộng sinh giữa kiến với cây kiến, hoặc là cộng sinh giữa vi khuẩn lam với nấm, hoặc là cộng sinh giữa vi khuẩn cổ đình đàm trong nốt sần của cây họ đầu. Bây giờ chúng ta xem mối quan hệ hợp tác. Đây là mối quan hệ có lợi cho cả hai loài, mà nó có cái điểm nào khác so với mối quan hệ cộng sinh? Ví dụ, các bạn, các em nhìn ở trên hình, đây là mối quan hệ hợp tác giữa chim sáo và trâu rừng, và đây là mối quan hệ hợp tác giữa chim mỏ đỏ và linh dương. Thì chim sáo và chim mỏ đỏ nó bắt cả cái vật ký sinh ở cho trâu rừng và linh dương, cho nên cả hai loài này đều có lợi. Nhưng mà giả sử có hỏi, nếu như không có chim mỏ đỏ và không có chim sáo thì trâu rừng và linh dương chết không? À, nó không chết. Như vậy đây chính là cái điểm khác, tức là đây là mối quan hệ hợp tác, là đây là mối quan hệ có lợi cho cả hai loài, nhưng không bắt buộc cần thiết nhất thiết cho cái đời sống của mỗi loài. Các em nhìn ra, chúng ta thấy đây là một cái hình ảnh con cá sấu với một loài chim nhỏ. Vậy thì đây chính là mối quan hệ hợp tác. Vì sao như vậy? Chúng ta biết rằng con cá sấu là một loài ăn thịt, nhưng mà cái lưỡi của nó rất ngắn, nằm ở bên trong, không phải như các loài khác, nó không đẩy ra được ở bên ngoài. Cho nên cái phần mà lấy thức ăn thừa ở răng, đó là nhờ vào loài chim này. Do vậy loài chim này được thức ăn, và loài cá sấu nó lại không khó chịu với các thức ăn thừa ở trên răng. Như vậy đây là mối quan hệ có lợi cho cả hai loài, mối quan hệ hợp tác. Chúng ta qua mối quan hệ thứ ba, đó là mối quan hệ hồi sinh. Mối quan hệ hồi sinh là mối quan hệ có lợi cho một loài, loài kia không có lợi, không có hại. Có ví dụ, đó là phong lan sống bám ở trên cây gỗ. Theo các em, loài nào có lợi? À, đó là loài phong lan. Còn đối với cây gỗ thì nó không lợi không hại, bởi vì rễ của cây phong lan nó không hút, nó không lấy chất dinh dưỡng từ cây gỗ, cho nên cây gỗ nó không có lợi cũng không có hại. Hoặc là ví dụ, các em nhìn rõ đây là cái con cá ép bám ở trên con cá lớn. Thì trong mối quan hệ này, con cá ép là có lợi, là bởi vì con cá ép được con cá lớn chở đi kiếm ăn miễn phí. Mà trong khi đó kích thước của con cá ép nó nhỏ, cho nên nó lại không ảnh hưởng gì đến cái vận tốc, hay là không ảnh hưởng gì đến sức nặng cho con cá lớn. Cho nên đây là mối quan hệ có lợi cho một loài, còn con cá lớn này không có lợi cũng không có hại. Đây là mối quan hệ hồi sinh. Như vậy, khác với mối quan hệ cộng sinh và hợp tác, thì mối quan hệ hồi sinh là mối quan hệ giữa hai loài, nhưng mà một bên thì có lợi, còn một bên không lợi và cũng không có hại. Ngược lại với mối quan hệ hỗ trợ, thì mối quan hệ đối kháng là mối quan hệ mà nó, chúng ta xem, đây là mối quan hệ ít nhất một loài bị hại. Trong mối quan hệ đối kháng thì chúng ta lưu ý có bốn mối quan hệ, đó là cạnh tranh, ký sinh, ức chế cảm nhiễm và sinh vật này ăn sinh vật khác. Các em lưu ý cả cái dấu trừ này, đây là thể hiện các loài bị hại. Chúng ta qua mối quan hệ thứ nhất, đó là mối quan hệ cạnh tranh. Cạnh tranh là các loài giành nhau về nguồn sống, do vậy các loài đều ảnh hưởng bất lợi. Và trong mối quan hệ cạnh tranh này thì có lúc thì loài thắng thế lại là chiếm ưu thế, và loài kia là loài bị hại. Ví dụ như là nai thỏ cạnh tranh thức ăn là cỏ,
hoặc là cạnh tranh giữa lúa và cỏ dại, cạnh tranh về ánh sáng, cạnh tranh về chất dinh dưỡng. Ví dụ đây là cạnh tranh thức ăn giữa các loài chim hay là thực vật cạnh tranh về ánh sáng. Mối quan hệ thứ hai đó là mối quan hệ ký sinh. Trong mối quan hệ ký sinh này thì một loài sống nhờ trên cơ thể của một loài khác. Cho nên loài ký sinh là loài có lợi và vật chủ là loài bị hại. Ví dụ như là cây tơ hồng ký sinh ở trên thân cây gỗ hoặc là dung sản ký sinh ở trên cơ thể người. Ví dụ là ký sinh giữa cây tơ hồng ở trên cây khác, hoặc là ví dụ là đối với cây tâm gửi là cái dạng nửa ký sinh, bởi vì cây tâm gửi nó có khả năng quang hợp tổng hợp chất hữu cơ để nuôi sống cơ thể nó, nhưng nó lại lấy chất dinh dưỡng từ cây chủ. Còn dung sản ký sinh ở trên cơ thể người thì nó lại lấy hoàn toàn chất dinh dưỡng ở cơ thể người, hoặc là nó ký sinh trên động vật thì nó lấy hoàn toàn chất dinh dưỡng ở cơ thể động vật, cho nên trường hợp này gọi là ký sinh hoàn toàn. Mối quan hệ thứ ba đó là mối quan hệ ức chế cảm nhiễm. Thì trong mối quan hệ này, một loài sinh vật trong quá trình sống nó lại vô tình gây hại cho các loài khác, ví dụ như là tạo giáp nở hoa gây độc cho những loài xung quanh. Tạo giáp là sinh vật đơn bào, nó không có hoa, nhưng trong thời kỳ sinh trưởng nó sinh sản rất là nhanh, tạo ra số lượng cá thể rất là nhiều, nó gây ra các cái hiện tượng thủy triều đỏ chẳng hạn, gây độc cho những loài sống xung quanh nó. Mối quan hệ thứ tư đó là mối quan hệ giữa sinh vật này ăn sinh vật khác. Trong mối quan hệ này thì có ba mối quan hệ, đó là mối quan hệ giữa động vật ăn thực vật, giữa động vật ăn thịt và con mồi, và thực vật bắt côn trùng. Có ví dụ là động vật ăn động vật, ví dụ như là hổ săn các cái động vật khác, ví dụ như là dê cừu, hoặc là động vật ăn thực vật, ví dụ như là trâu bò ăn cỏ, dê cừu hươu nai ăn cỏ, hoặc là thực vật ăn động vật, ví dụ như là cây nắp ấm hoặc là cây gồng vỏ. Do trong điều kiện sống của nó là thiếu đạm cho nên nó phải có cơ chế để bắt những côn trùng nhỏ, nó bổ sung lượng đạm cho cơ thể. Như vậy, cô nhắc lại thì mối quan hệ hỗ trợ là mối quan hệ mà có lợi, mối quan hệ có lợi cho các loài, và ít nhất là không có loài nào bị hại. Còn mối quan hệ đối kháng là mối quan hệ mà ít nhất một loài bị hại. Như vậy, số lượng cá thể trong quần thể, có ví dụ như là số lượng cá thể ở đây chúng ta thấy rằng là thỏ với mèo rừng. Khi số lượng cá thể của thỏ tăng thì số lượng cá thể của mèo rừng tăng. Tăng thì nó lại sử dụng thỏ làm thức ăn, cho nên số lượng thỏ giảm thì số lượng mèo rừng nó giảm. Như vậy, đây người ta gọi là hiện tượng khống chế sinh học. Vậy hiện tượng khống chế sinh học là gì? Đó là hiện tượng mà số lượng cá thể của một loài bị khống chế ở một mức nhất định, không tăng quá cao, cũng không giảm quá thấp, do các tác động của mối quan hệ hỗ trợ hoặc là mối quan hệ đối kháng giữa các loài. Vậy mối quan hệ hiện tượng khống chế sinh học có ý nghĩa như thế nào? Đó là trong nông nghiệp, chúng ta thường sử dụng các cái thiên địch để phòng trừ sâu bệnh hại, và nhờ vào hiện tượng khống chế sinh học mà đảm bảo tính ổn định ở trong quân xã. Vậy thường trong nông nghiệp người ta sử dụng những thiên địch nào để phòng trừ sâu bệnh hại? Có ví dụ như là dùng kiến vàng để khống chế sâu bò, hoặc là dùng ống ký sinh để tiêu diệt đốm dừa. Còn nhiều ví dụ khác thì chúng ta có thể cho thêm ví dụ thêm. Như vậy, qua bài học này thì cả em lưu ý cho cô những điểm sau. Cả em phân biệt cho cô giữa quần thể với quần xã. Thứ nhất là về khái niệm. Quần thể chỉ có một loài sống trong cùng một khoảng không gian và một thời gian có khả năng giao phối. Nhưng quần xã thì gồm nhiều loài khác nhau sống trong cùng một không gian, cùng thời gian, và các loài này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Thứ hai, đó là các đặc trưng cơ bản của quần thể, thì chúng ta lưu ý là đặc trưng về tỷ lệ đực cái, nhóm tuổi, phân bố, kích thước,
tăng trưởng của quần thể. Còn đặc trưng của quang xã thì có hai đặc trưng, đó là đặc trưng về thành phần loài, đặc trưng về sự phân bổ. Và các em lưu ý trong phân bổ các cá thể trong quần thể có ba kiểu, đó là phân bổ nhóm, đồng đều và ngẫu nhiên. Thì quang xã có kiểu phân bổ các cá thể trong không gian, phân bổ theo kiểu phân tầng và có hai kiểu, đó là phân tầng thẳng đứng và phân tầng theo kiểu nằm ngang. Bây giờ chúng ta cùng luyện tập một số câu trắc nghiệm. Thứ nhất, mối quan hệ hỗ trợ trong quang xã biểu hiện ở, đó là biểu hiện ở mối quan hệ cộng sinh, hồi sinh và hợp tác. Còn quân tù thanh bay hiệu quả nhóm, đây là mối quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể. Còn mối quan hệ ký sinh ức chế cảm nhiễm là mối quan hệ đối kháng. Cộng sinh, hồi sinh đúng nhưng mà có ký sinh sao? Như vậy chúng ta loại đáp án này. Câu số 2. Ví dụ nào sau đây phản ánh mối quan hệ hồi sinh giữa các loài? Câu A. Vi khuẩn lam sống trong nốt sân của rễ hoa đầu thì đây là mối quan hệ cộng sinh. Chim sáo đầu trên lưng của trâu rừng, đây là mối quan hệ hợp tác. Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ, đây là mối quan hệ ký sinh, mà đây là mối quan hệ nửa ký sinh. Còn cây phong lan bám trên thân cây gỗ, đây là mối quan hệ hồi sinh, trong đó cây phong lan là cây có lợi. Câu 3. Vì sao loài ưu thế đóng vai trò quan trọng trong quang xã? Thứ nhất, các em lưu ý với khái niệm. Vì loài chiếm số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn hoặc là có cạnh tranh mạnh, như vậy chúng ta loài đáp án sai, đó là cạnh tranh. Câu B. Loài có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh. Câu C. Vì tuy có số lượng cá thể nhỏ, như vậy số lượng cá thể nhỏ, chúng ta loài. Câu D. Vì tuy có sinh khối nhỏ nhưng hoạt động mạnh, sinh khối nhỏ, chúng ta loài. Như vậy chúng ta chọn đáp án B, là loài có số cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh. Câu 4. Quần xạ rừng thường có cấu trúc nổi bật là phân tầng thẳng đứng, phân tầng theo chiều ngang, phân bổ ngẫu nhiên và phân bổ đồng đều. Phân bổ ngẫu nhiên và phân bổ đồng đều, đây là kiểu phân bổ cả cá thể trong quần thể. Và quần xạ rừng thì thường có cấu trúc nổi bật, đó là phân tầng theo kiểu thẳng đứng. Câu số 5. Để diệt sâu đục thân lúa, người ta thường thả ong mắt đỏ vào ruộng lúa, đây là phương pháp đấu tranh sinh học dựa vào hiện tượng cạnh tranh cùng loài, khống chế sinh học, cân bằng sinh học, cân bằng quần thể. Các em chọn đáp án nào? Chúng ta dựa vào khái niệm khống chế sinh học, đúng không? Như vậy bài học hôm nay là đến đây kết thúc. Các em lưu ý là trả lời những cái câu hỏi cuối bài 39 và các em chuẩn bị kiến thức của bài 41, diễn thể sinh thái. Xin chào các em.